Đêm qua ngày 15 tháng 2, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố Vĩnh Long phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang một vụ vận chuyển hàng cấm bằng xe ô tô trên quốc lộ 1. Vào thời gian trên, lực lượng công an phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 66A-17460 do Đồng Văn Thuận điều khiển chở theo Lê Phước Hiệp đang lưu thông từ cầu Mỹ Thuận về hướng Vĩnh Long có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện bên trong xe ô tô có 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Z, Hero và Scott. Hiện công an thành phố Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước vừa có yêu cầu các tổ chức tín dụng đẩy mạnh các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024 theo các nhiệm vụ giải pháp đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề ra nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, các tổ chức tín dụng cần quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng trúng mục tiêu ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả. Các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đơn giản hóa quy trình và thủ tục cấp tín dụng, tối ưu hóa áp dụng chuyển đổi số và quy trình cấp tín dụng, tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đặc biệt qua các kênh bán hàng, sản phẩm, dịch vụ được số hóa. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá án thành công đường dây vận chuyển mua bán ma túy tổng hợp lớn của khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về thành phố Huế để tiêu thụ, thu giữ gần 27.000 viên ma túy tổng hợp, 76 gam ma túy tổng hợp khác, một khẩu súng và một hộp tiếp đạn. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là vợ chồng, gồm Mai Anh Tuấn sinh năm 1997 và Nguyễn Thị Lan sinh năm 1998, trú tại thị xã Hương Trà cùng 4 đối tượng khác có liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng công an thu giữ gần 27.000 viên ma túy tổng hợp, 76 gam ma túy tổng hợp khác, một khẩu súng và một hộp tiếp đạn. Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm tổ chức vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào thành phố Huế phân phối, bán cho cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời. Mỗi lần giao dịch từ 10.000 cho đến 30.000 viên ma túy tổng hợp. Đặc biệt, nhóm này thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vận chuyển ma túy từ biên giới về trong nội địa. Công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm và tội phạm về ma túy vẫn luôn được xác định là cuộc chiến quyết liệt đầy cam go. Nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống xã hội, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Nai đã tập trung lực lượng triển khai đồng loạt các biện pháp để chấn áp đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Nai đã nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, tập trung vào các tuyến, địa bàn, các điểm phức tạp về ma túy. Qua đó, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia trên địa bàn. Điển hình, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Ojia Chide Kingsley, quốc tịch Nigeria, tạm trú thành phố Hồ Chí Minh, vận chuyển 1 kg ma túy tổng hợp vào địa bàn thành phố Biên Hòa để giao cho một đối tượng chưa rõ lai lịch. Qua đấu tranh, đối tượng khai đã mua số ma túy trên với giá 9.000 đô la Mỹ để bán lại kiếm lời. Tôi đã mua gói màu trắng đấy với giá tiền là 9.000 đô và tôi sẽ bán cho một đối tượng ở Đồng Nai với giá là 9.500 đô. Mới đây, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an huyện Tràng Bom bắt quả tang Dư Minh Hoàng, quê tỉnh Bình Thuận, đang tàng trữ 2 kg ma túy tại xã Quảng Tiến. Qua đấu tranh, đối tượng Hoàng khai nhận số ma túy cơ quan công an thu giữ là Hoàng đi nhận từ Bình Dương theo sự chỉ đạo của một đối tượng nô chưa rõ lai lịch để nô bán cho người nghiện thì bị bắt. Qua điều tra mở rộng, công an bắt Gín Lỉ Vòng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ một cân tiểu ly, một kéo bằng kim loại, nhiều bịch ni lông và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Tôi nhận ma túy đem về cho anh nô. Mỗi lần đi vậy tôi sẽ được tiền công là 1 triệu. Tổng cộng có 4 lần, 3 lần nhận được và 1 lần không nhận được.
với mục tiêu đánh cả đường dây, bắt được đối tượng chủ mưu cầm đầu, truy tận gốc nơi xuất phát của ma túy. Công an tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy lớn. Trong năm 2023, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 933 vụ, bắt giữ xử lý 1.880 đối tượng, thu giữ gần 32 kg ma túy tổng hợp, hơn 5,4 kg heroin, 27 súng, 193 viên đạn, 29 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua điều tra, đã tiến hành khởi tố 867 vụ, 1.471 bị can, xử lý hành chính 356 đối tượng với số tiền 688 triệu đồng, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 21 đối tượng, số còn lại đang xác minh làm rõ. Chúng tôi sẽ huy động tối đa lực lượng phối hợp các ngành chức năng, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, kiên quyết không để tái hình thành hoặc thành lập các điểm mới. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai và Công an các địa phương sẽ tăng cường triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, các ổ, điểm mua bán, tàng trữ, sản xuất, tổ chức sử dụng, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Sau hơn 5 năm trốn truy nã bên Lào, được sự tuyên truyền vận động của lực lượng công an và người thân, Trương Hoàng Vũ sinh năm 1986 ở xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã từ Lào về Việt Nam và đến cơ quan công an đầu thú. Trước đó, năm 2017, Trương Hoàng Vũ bị Tòa án Nhân dân huyện Hoàng Hóa kết án 27 tháng tù giam về tội đánh bạc. Tuy nhiên, trong thời gian hoãn thi hành án, Trương Hoàng Vũ đã bỏ trốn sang Lào. Tháng 1 năm 2019, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với Trương Hoàng Vũ. Với sự kiên trì, nỗ lực vận động của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đến 17 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2024, Trương Hoàng Vũ đã từ Lào về Việt Nam và đến cơ quan công an đầu thú. Liên quan đến vụ xe chở rác va chạm với hai xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai làm 4 thanh thiếu niên tử vong. Vào ngày hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Để khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh yêu cầu Ban An toàn Giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, các sở ngành địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261+700, cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt là các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện, lạng lách, đánh võng. Để chặn đường về quê đón Tết và quay trở lại thành phố của người dân bớt khó khăn, đội cảnh sát giao thông Bình Triệu, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phát tặng hàng chục ngàn chai nước suối, khăn lạnh, khẩu trang và cả thực phẩm đến với người đi đường. Đây là một trong những hoạt động của trạm dừng chân nghĩa tình hỗ trợ người dân về quê đón Tết. Không chỉ được nhận nước uống, thực phẩm, người tham gia giao thông lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A còn được tặng thêm nón bảo hiểm, kèm lời chúc thường lộ bình an. Ngoài ra, để hỗ trợ kịp thời cho người dân không may gặp sự cố trên đường, trạm công vận động nhiều thợ sửa xe, nhân viên sơ cấp cứu trên địa bàn luân phiên túc trực 24/24 tại trạm. Dự kiến sắp tới, lực lượng cảnh sát giao thông còn lập thêm nhiều điểm hỗ trợ tặng quà để tiếp sức người dân trên hành trình quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Những hình ảnh đẹp trên đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với nhiều lời bình luận khen ngợi cho hành động của các chiến sĩ cảnh sát giao thông. Bên cạnh đó, nhiều người cũng chợt mỉm cười về câu chuyện nhỏ đầy tính nhân văn, lan tỏa sự tốt đẹp, thông điệp yêu thương đến xã hội. Trong những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung các chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý đối với các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, lạng lách, đánh võng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bình yên cho nhân dân thành phố. Đội
Đằng sau không khí vui tươi háo hức đón mừng năm mới của hàng trăm ngàn người dân và du khách với những tràng pháo hoa hoành tráng đủ màu sắc của thành phố Hồ Chí Minh, thì lúc đó toàn lực lượng công an thành phố đang âm thầm làm nhiệm vụ. Họ âm thầm bảo vệ các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, phòng ngừa đấu tranh với các mối nguy cơ về cháy nổ cũng như là các loại tội phạm để mọi người đón xuân được an lành, hạnh phúc. Đêm 30 Tết, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đi kiểm tra động viên và quán triệt cán bộ chiến sĩ thuộc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, yêu cầu tổ công tác phải tuyệt đối tập trung theo dõi nắm tình hình để đảm bảo an toàn cháy nổ tại khu vực trung tâm quận 1, nơi đang có hàng trăm ngàn người tham quan đường hoa Nguyễn Huệ. Trường hợp có sự cố xảy ra, lập tức phản ứng nhanh, xử lý kịp thời ngay từ đầu. Thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố đã tham mưu cho ban giám đốc công an thành phố và ủy ban nhân dân thành phố triển khai quyết liệt đồng bộ các cái giải pháp và các cái biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong cái cao điểm này, đặc biệt là các cái điểm tổ chức lễ hội tập trung đông người thì đều có cái phương án xử lý các cái tình huống và đồng thời bố trí lực lượng phương tiện ứng trực đảm bảo 100% quân số sẵn sàng xử lý các cái tình huống cháy nổ xảy ra, đặc biệt là các cái điểm bắn pháo hoa. Khu vực hầm Thủ Thiêm là điểm bắn pháo hoa lớn nhất trong 11 điểm tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2024 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là điểm đặc biệt nhất bởi vị trí trận pháo hoa nằm gần sông Sài Gòn. Do đó công tác đảm bảo an toàn cháy nổ được tăng cường thêm tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông. Được ban chấp phòng giao nhiệm vụ trực ứng trực bảo vệ bắn pháo hoa tại khu vực hầm sông Sài Gòn, thì đơn vị đã bố trí 2 phương tiện và 14 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực, và đơn vị đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ban chấp phòng giao cho. Bản thân rất là vinh dự khi được ban phòng, ban đội tin tưởng giao cho nhiệm vụ ứng trực tại bắn pháo hoa tại đường đầu hầm. Cũng rất là cố gắng và quán triệt tất cả các anh em để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đường hoa Nguyễn Huệ, công viên Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng là tuyến giao thông trọng điểm với trung tâm thành phố, kết nối với các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Nơi đây trước thềm giao thừa có hàng triệu người và phương tiện qua lại. Đảm bảo an ninh phương tiện lưu thông ổn định an toàn cũng đã được cảnh sát giao thông tập trung thực hiện. Trong cái đợt cao điểm này, thực hiện cái mệnh lệnh chỉ đạo của lãnh đạo bộ, cục giao thông của thành phố, thì chúng tôi vẫn tập trung làm xuyên Tết, xuyên đêm để kiểm tra và xử lý nồng độ cồn. Và trong cái cao điểm này, chúng tôi tập trung công tác phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông, rồi công tác phòng chống đua xe trái phép trên thành phố, thực hiện các cái chuyên đề về kiểm tra cái phương tiện kinh doanh vận tải hành khách cũng như là kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố được thông suốt an toàn, kéo giảm cái tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi đã trở thành khẩu hiệu và là nhiệm vụ cao cả của lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh. Quán triệt yêu cầu phải luôn nêu cao tinh thần chủ động phòng ngừa ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng đêm tối hoạt động phạm tội. Trên từng cung đường ngõ phố đã hằng in dấu chân các anh hàng đêm tuần tra canh gác, góp phần giữ vững bình yên mỗi địa bàn khi đêm về. Nhiệm vụ của các chiến sĩ vừa tuần tra kiểm soát địa bàn, vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác trong quần chúng nhân dân, phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm. Mục đích cao nhất là giữ bình yên trong dịp xuân mới để nhân dân vui xuân đón Tết. Một đêm giao thừa yên bình đối với bà con nhân dân trên địa bàn thành phố, trong đó có sự góp công rất lớn của lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, những cán bộ chiến sĩ lặng lẽ làm nên mùa xuân bình yên.